Ở thế giới tương lai, đôi đũa có thể tự do thay đổi độ dài, miễn là bạn sử dụng đũa tốt, bạn thậm chí có thể nhận chuyển phát nhanh trên khắp các tỉnh. Về phần Nobita, cậu đã bị người điên ám ảnh từ khi còn nhỏ, chỉ vì không cầm đủ đũa nên bị bố mẹ đánh. Thế là đầu óc anh giật giật, muốn tạo ra một thế giới không có đũa. Nghe vậy, bé Dora nhanh chóng lấy đôi đũa siêu hạng ra. Đây là kỹ năng kỳ diệu để lấy đồ vật từ trên không. Anh chàng tốt, một con mèo không có ngón tay có thể chơi bằng đũa rất nhiều. Vì thế Đại Hùng trong lòng cũng có chút giật mình, bắt đầu trực tiếp. Thật đáng tiếc là kỹ năng của anh ấy quá kinh khủng. Để biến Nobita trở thành một người đàn ông cực đũa, nấu ăn với chính mình, bé Dora lại mời thầy đũa. Theo thầy, có rất nhiều nghi thức gắn liền với việc dùng đũa. Ví dụ, bạn không thể liếm, thâm nhập hoặc vượt qua. Nhưng đây không phải là vấn đề, vì điều kiện tiên quyết là bạn phải biết cầm đũa. Ví dụ như cách cầm cỏ chéo tay của Nobita sẽ trực tiếp đi ra ngoài. Cách cầm đúng là giữ giữa ngón trỏ và ngón giữa. Để Nobita có thể tiến bộ nhanh chóng, bạn phải làm một số công việc khó khăn. Bắt đầu, sau đó thêm Kung Fu Trung Quốc để lấy đồ vật từ trên không. Cuối cùng, khoảnh khắc anh cảm nhận được đôi đũa bằng trái tim mình, một tâm hồn vỡ òa bắt lá. Tốt lắm, kẻ thua cuộc lại trở thành bậc thầy dùng đũa ngay lập tức. Để nâng cao hơn nửa trình độ tay nghề, Nobita lại dùng đũa nhặt bóng bàn, chơi ở đó vui lắm. Tốt lắm, khi nhà vô địch thế giới đến, bạn phải gọi anh ta là chuyên gia. Tiếp theo là đánh giá cuối cùng. Tôi đã thấy bước đi lớn của Nobita, vác đũa ra ngoài nhà, sau đó vớt thịt cá ra. Khi sống tới hãy nhắm mắt nhặt xương. Làn sóng hành vi gian lận này thành công đã mang về cho anh tấm bằng tốt nghiệp từ Master Chopstick. Tốt lắm, từ nay ra ngoài tôi sẽ là người có chứng chỉ. Thế là Nobita đã kích hoạt thủ thuật nhỏ của mình để tự sát trong một giây. Lần đầu tiên anh đến phố thương mại bằng đôi đũa, tôi lấy một miếng thịt từ xa, ăn một mình trước mặt bé Domen. Tại thời điểm này, Shizuka gọi điện và muốn đãi anh bánh quy của ai. Nobita không biết là do không thể yêu hay do cậu có vấn đề về tâm thần. Anh ta thực sự đã dùng đũa để tìm đường đến nhà Shizuka. Tôi lấy bánh quy mà không hề nói lời cảm ơn. Nobita làm sao có thể không nhìn ra thủ đoạn hiển nhiên như vậy? Rõ ràng bánh quy chỉ là cái cớ. Những gì cô gái này muốn là của bạn. Ăn xong khẩu phần của cô gái, Nobita lại đến nhà hổ béo. Nhưng anh chưa bao giờ mơ, anh ta không những không thể xách túi một cách suôn sẻ. Thay vào đó, tôi đưa FAT Tiger One Stop trở về nhà. Nghe nói đây là đôi đũa dài mà mọi đàn ông đều mong muốn. FAT Tiger cướp anh ta ngay tại chỗ mà không nói gì. Đêm đó, anh đến nhà người giàu nhất Nhật Bản. Tôi tình cờ gặp chồng đi ăn tối hải sản. Vì thế anh ấy đã thực hiện một thao tác trôi chảy và trôi chảy. Chỉ cần dọn bàn, lấy hàng và rời đi. Đừng quên gọi điện cho chồng tôi sau khi mọi việc đã xong để bày tỏ lòng biết ơn của tôi. Sau đó anh ấy cũng làm điều tương tự. Đầu tiên, họ cướp bánh bao của Umeka Kuko. Tiếp theo là bánh của Umeka Gunko. Đêm đó, trong trấn có một tên trộm hái lúa. Thật tuyệt khi được ăn một mình đến nỗi bạn thậm chí còn không gọi mình. Nobita không thể kìm lòng được, xin thầy đủ truyền thêm một số kỹ năng cho anh ấy. Sau khi nhận được quyền thừa kế cuối cùng, đã đến lúc đối đầu với FAT Tiger. Đại Hùng chủ động đến tận cửa để hẹn trước, nghĩa là bên thua phải chủ động giao đũa. Làm sao FAT Tiger có thể buông bỏ những lợi ích được giao đến tận cửa của mình? Vòng đầu tiên, kiểm tra kỹ năng, tôi thấy Nobita đào ra bằng trái tay, dùng hạt gạo xây lâu đài trên bàn ăn. Nhưng hổ béo chỉ cười nham hiểm, đặt đá viên lên bàn. Sau đó, anh khéo léo lắc nút bằng một cái xô. Anh bạn tốt, khi thần cờ bạc đến, bạn phải gọi anh ta là chuyên gia. Vòng thứ hai, kiểm tra độ dài, tôi thấy đôi đũa của Nobita dài ra vô tận. Thực ra tôi đã đến nhà người thân của tôi ở Hokkaido. Tôi thích một miếng trứng cá muối. Chứng kiến làn sóng hoạt động này, hổ béo là một bất mãn. Hai bất mãn, hãy đến trực tiếp với Amazon ăn cá từ miệng gấu nâu, vì hai hiệp đầu tiên hòa nhau. Bậc thầy đủ quyết định chơi thêm giờ. Các quy tắc rất đơn giản, chỉ cần ăn hết đồ ăn trên tay đối thủ trước thì bạn sẽ thắng. Tôi thấy hai bên đánh nhau qua lại, sau đó Nobita ngã xuống một cách khéo léo, lợi dụng cơ hội để hổ béo giành lấy thức ăn. Anh ta lấy quả bóng lớn của đối thủ bằng trái tay, thịt viên hóa ra lại ngon đến vậy. Bên kia đã mắc phải sơ hở, thế là tôi và bạn đang điên cuồng ở cả hai phía, thể hiện trọn vẹn tinh hoa của cơm nấu. Thấy hai bên đã đi đến điểm cuối cùng, hổ béo vì bắt chéo đũa sai cách, một tay trượt, hãy để bánh bao nảy lên khắp nơi, rơi xuống sông. Và Nobita vì cách cầm đũa đúng, giành thắng lợi cuối cùng. Hổ béo cũng trả đũa như đã thỏa thuận. Vậy các bé đã biết cách cầm đũa đúng chưa?